river, sea, and a lot of delicious dishes to enjoy. That's what you will experience at Go Cong Tiền Giang. With other famous beaches like Mũi Né or Vũng Tàu, Tân Thành Beach is not the ideal place because of the black sands mixed with slurry. However, it's extremely suitable for clam farming that helps people here build a stable life and become rich. Cô làm nghề bao lâu rồi cô? Cô làm nghề này cũng 10 năm. Thu nhập ổn định không cô? Ổn định như ngày trung bình cũng khoảng 100 ngàn. Có bao giờ mà bị có cũng như giờ khi mùa chướng đó, tháng 9, tháng 10. Nhiều khi mình bán thời gian, nhiều khi cũng có ngày nghỉ. Còn cái mùa này là ngày nào cũng nghỉ. Ủa gì vậy ơi? Là mấy giờ đi vậy? Sáng là vô giờ nghỉ, ra vô giờ nào đi giờ nấy. Nhiều khi là 8, 9 giờ, 11, 12 giờ. Thì sáng sớm là mình chạy xe kêu ngoài biển, mình đến Bắc. Xa ghe đến Bắc đó là phi bắt đầu mình đi. Vô sáng vô tới đây còn khoảng 1 giờ. Phi khoảng 2, 3 giờ. 2, 3 giờ. Để tải nước tới đâu đi tới đó. Thì đi kiếm một ghe vậy là bao nhiêu người vậy? Đi ghe vậy 4 người, ra cân người vô. Rồi xong rồi đem vào rồi cô quay cô quay cô quay cô quay bán lại đồng bán ở chợ với bán hàng bỏ ra đó. Cô thích nghề này không? Cô thích nghề này bán rồi bỏ giờ luôn. Có cái nghề này thôi. Sáng mấy giờ đi chú? 4 giờ rưỡi đi. 4 giờ sáng đi. Rồi một ghế gì là bao nhiêu người rồi? 3 người. Vậy là mình đi khoảng bao nhiêu mấy tiếng mình mới vô chứ? Khoảng cả 4 giờ đi vô đây, 9 giờ rồi. 6 tiếng vô. À đi trong ngày. Vậy là mình đánh bắt rồi quá. Chạy ra ngoài lúc bên 7 tắm mà nó đại lắm. Chỗ này là Út đi ra chú chỉ giùm con. Cá này là cá Út mà. Cá này cá hố. Cá này cá này tôm trẻ. Má bỏ chút lẻ rồi. Rồi này cái đuôi. Quay lại chú à. Đuôi. Ủa vậy cá đuôi bao nhiêu ký đi chú? 70 ngàn. Cá là cá đù. Cá đuôi với cá đù với mấy con cá kèm nữa. The mangrove ecosystem in Go Cong Sea is such a gold mine in the development of aquaculture potential.